Rồi, chào các bạn nha. Chiều nay mới hết mưa thì vô rủ anh Nhã câu cá bến cũ. Cá không thấy ụt mà lục bình quá trời nhiều vậy. Ghiền quá đánh đại. Chúng thôi. Lục bình nhiều. Trời rất là dữ các bạn. Ở đây là sông Cái Bé. Khi vừa đi xuống hơn 1 km. Một huyện dọn ghiền các bạn. Cái này là khoai lang, người ta ghe thu mua khoai lang. Con này cũng chạy hết nổi luôn nè. Vô cái bộ lục bịch nó cho ngược nữa chứ. Thấy bữa nay nước lớn, mưa bão rồi nước lớn luôn. Mày biết sao nó bị bán kiện nữa, tao dở lên tao coi, tao đẩy xuống. Cô cá nè, gớt mồi rồi bồ ơi. Đó. Sao cục mồi nó đi xa hơn cục chì vậy? Sợ mồi lắm ơi. Sợ mồi. Sao lục bình nhiều chứ trời? Quá trời lục bình luôn. Sông nước lớn mà lục bình nhiều. Dính không? Dính nè các bạn ơi. Ngày đẹp trời dành cho anh áo xanh. Ghiền quá rồi. Bơi lẹ vô coi trời. Từ từ nó bơi vô. Chắc cũng nhỏ rồi ha. Nhỏ. Bự là nãy giờ làm dữ lắm mà. Nãy giờ ăn lực thật hoài luôn. Đưa ra ngoài. Dính không vậy? Dính rồi, dính gốc cây á. Trời ơi. Chuyện da luôn. Quê dữ trời. Ăn 2 cần luôn các bạn ơi. Vừa xuống cần ăn 2 cần luôn. Cần trắng với cần đen. Cái nào giật mạnh là cái đó trước. Nào giật mạnh quất đó trước. Cần đen nãy giờ giật đó. Cần đen. Thấy cần trắng. Cần trắng hay cần đen? Dạ, 2 cây ăn được nha. Giật cái cần đen trước đi. Hả? Chưa sắp rồi. Đó đó đó. Quất cần đen đi, quất cần đen đi. Đó, cần trắng nó quýu luôn kìa. Ừ. Đừng có giật lộn cần nha ba, giật cần trắng và giật cần đen. Rồi vô. Dính cây rồi. Dính rồi, dính rồi. Ủa, không cần giữ trời. Giữ rồi các bạn ơi. Đây cũng vừa vừa á. Cũng bự chứ không phải nhỏ đâu. Không bự lắm đâu nhưng mà nó vừa vừa.
Ấy, càng trắng, càng trắng. Bỏ càng đen xuống đi. Nãy giờ càng trắng nó dập dữ rồi. Đưa nó lên luôn. Ham ăn hả mày? Lên nữa bạn ơi. Cỡ bọc bánh hả mày? Quá mập này. Còn không? Thật nghĩa là mùi quá nhiều, càng này thì chưa dính. Để lại đi, tháo con kia được rồi đó. Hồi nãy cũng ăn gần mình nha bạn. Dạ dạ. Cái gì? Dạ dạ. Trời ơi trời. À dạ. Chuyện cá nó cho nó gà báo. Bầm mày ra luôn. Tại nãy giật mạnh quá, wow. Nhìn cá nha các bạn. Công cần trời. Em mới quăng phải không? Em mới quăng. Chắc cá nhỏ. Cá nhỏ nó mới nhẹ vậy quá. Vô. Rồi vô luôn rồi. Sấy luôn rồi. Đó. Cá bạn ơi, những cá bự rồi. Wow, bự quá. Wow. Bự lắm các bạn ơi, con này cũng bá luôn á. Wow. Này để mình gỡ cái nha. Và chuyển xuống vỏ nha các bạn. Ra xong đánh luôn. Chuyển qua vỏ bự đánh. Nhã đang gịnh cá. Cá đang tịt mò dữ rồi. Rồi hợp. Ăn dập dập cần xuống nó chơi dịch. Chơi nuốt lưỡi câu.
dọn dơ quất nó đi. Từ cái của anh cũng ăn luôn. Anh không đang mạnh anh à? Mạnh không? Bên anh nó đang tật cằn. Mạnh chưa? Còn không? Còn. Quất đi. Từ. Chà. Chưa có sắp rửa ấy. Đúng. Đếm là 1, 2. Cây nó còn ăn không? Ừ. Cây nó còn ăn không? Không. Có, thấy chưa? Sắp rồi không? Nhìn thấy không? Còn miếng ba lớn. Còn má bự bự luôn. Bự thì sao ăn nha? Trời, trời ơi. Ủa sao nó sắp vô mang luôn? Hai lưỡi vô mang. Cái sao sải? Cái vô mang, cái vô vô miệng. Mép dưới. Trời ơi. Lại thiệt. Chính cái hai tao. Sao giờ không đem cái ấy theo? Biết sao đâu. Chắc để trước nữa. Cá cũng nhỏ nữa bà. Vừa. Cho nằm dưới luôn á nhỉ. Nằm dưới vạc á. Chui cũng vạc. Lấy cái kia lên. Ừ. Vậy ghê thiệt. Con cần đó con ăn. Báo giờ cộng đồng mạng biết là mất máy rồi. Mất cái vỏ rồi. Hết đồ, hết vỏ đi câu rồi, câu bến nhà luôn. Bữa nay mắc vỏ rồi nghe các bạn. Cái vỏ với cái máy văn rua để đây nè. Bị trộm lấy rồi, lúc 10 giờ rưỡi, 11 giờ. Là hết vỏ để đi câu rồi, bây giờ câu bánh nhà. Có cái vỏ đi câu mà nó cũng chơi luôn. Lấy vỏ mà hên là không có bỏ cần câu ở dưới. Có cần câu ở dưới là nghỉ câu luôn.